cũng là một trong những tiền đạo đẳng cấp trong tất cả tiền đạo của các đội tham dự V-League. Anh ta là cầu thủ có đẳng cấp, yêu lối đá tấn công. Anh ấy có thời gian dài thi đấu ở Việt Nam. Dù ở bất cứ đội bóng nào, anh ấy cũng có thể vực dậy sức mạnh đồng đội và là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Tôi rất vui vì mùa bóng này được sánh vai với anh ta. Những lời khen ngợi trên đều dành cho một người, tiền đạo Huỳnh Kesley Alves. Năm 2005, Alves Kesley lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam khi sang thi đấu BTV Cup ở Bình Dương cùng đội Matsubara. Và rồi giải đất hình chữ S đã giữ chân tiền đạo người Brazil sinh năm 1981 khi được BKMX Bình Dương chiêu mộ. Trong năm đầu tiên thi đấu cho BKMX Bình Dương, với những pha ghi bàn đẹp mắt, Kesley đã đoạt danh hiệu vua phá lưới V-League 2005 với 21 bàn thắng và đoạt luôn danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Chuyển lên phố núi đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai năm 2006, nhưng thi đấu không thành công, tiền đạo cao 1m78 trở lại Bình Dương và góp phần lớn cho hai danh hiệu vô địch V-League 2007-2008 của đội bóng này. Sau các danh hiệu với Bình Dương, Kesley chuyển sang câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, tiền thân là Sài Gòn Xuân Thành, để cùng chinh phục những thử thách mới. Đây là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Bình Dương mùa giải 2009. Còn đây là danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của AFC Cup cũng trong mùa bóng 2009. Cái này thì rõ rồi, chiếc giày vàng mùa bóng 2009 đây. Tôi còn nhiều kỷ vật sưu tầm được ở Việt Nam lắm, nhưng đã gửi hết về quê nhà Goiânia của mình rồi. Còn pha ghi bàn ấn tượng nhất lẫn đẹp mắt nhất, đó chính là bàn thắng trong trận chúng tôi hạ đội Kedah, Malaysia ở khuôn khổ giải AFC Cup 2009. Mùa đó tôi cũng là vua phá lưới với 9 bàn. Thật phấn khích khi nghĩ lại thời khắc đã qua. Những cổ động viên bóng đá Việt Nam khi nói đến Kesley thường nghĩ đến hình ảnh các cú Santo ấn tượng sau mỗi lần ghi bàn của tiền đạo người Brazil. Khi 10 tuổi, tôi đã bắt đầu học môn võ truyền thống của Brazil, Capoeira. Môn này vừa có tính thực chiến, lại vừa có các kỹ thuật của dancing. Thế là tôi học được nhiều cách Santo khác nhau từ nó. Sau này tôi còn dạy môn này ở quê nhà nữa chứ. Thú vị là ở Brazil, khi bắt đầu chơi bóng đá, nhiều người nói, Kesley này, mấy cầu thủ chuyên nghiệp hay nhảy Santo để ăn mừng bàn thắng lắm đấy. Tôi không ngờ mình lại có thể nhảy Santo ở V-League, quê hương thứ hai của mình. Với một tiền đạo từng đoạt chiếc giày vàng và vua phá lưới, ai là người anh ta e ngại nhất trên sân cỏ Việt Nam? Sợ, có lẽ là Santos. Anh thấy đấy, thủ môn Santos quá cao và to con. Khi mặt đối mặt với cậu ta, tôi luôn tự hỏi làm cách nào để có thể đá thủng lưới của cậu ấy đây. Cũng như nhiều người Brazil khác, vua bóng đá Pelé là một thần tượng của Kesley. Tiếc là tôi không có dịp xem Pelé thi đấu. Thuở nhỏ tôi từng đến sân vận động để thưởng thức tài nghệ của Romario. Còn hiện tại có lẽ là Fernando Torres và Wayne Rooney.
Trong lần đến Việt Nam của Cannavaro đầu năm nay, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2006 có nói tiền đạo làm anh e ngại nhất là Ronaldo của Brazil. Sau trận đấu giữa Sài Gòn FC và Hoàng Anh Gia Lai có Cannavaro đến xem, Kesley cũng là một tiền đạo từ xứ sở Samba đã chia sẻ cảm nhận của mình về trung vệ đẳng cấp thế giới. Bóng đá Việt Nam khác với châu Âu, nhưng nếu được thi đấu với Cannavaro, tôi sẽ tìm điểm mạnh, điểm yếu và chờ đợi anh ta mắc sai lầm. Nhưng sẽ rất khó khăn khi thi đấu với Cannavaro. Còn nếu khoác chung màu áo với một cầu thủ như Cannavaro chốt chặn sau lưng, tôi chắc chắn sẽ thanh thản vô cùng và toàn tâm, toàn ý thể hiện nhiệm vụ săn bàn của mình mà thôi. Kesley đang đạt phong độ rất tốt trong màu áo đội tân binh Super League 2012. Trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, tiền đạo 31 tuổi đã ghi 2 bàn trong trận Sài Gòn FC thắng Kiên Giang 2-0, mang về bữa tiệc tất niên ý nghĩa khi giúp đội bóng của huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn lên vị trí thứ 3. Ngoài những bàn thắng trên sân, những giây phút nghỉ ngơi bên gia đình tại căn nhà khang trang trên một con hẻm đường Đinh Tiên Hoàng là khoảnh khắc săn bàn đẹp nhất ngoài sân cỏ của Kesley. Ngôi nhà do chính tay bà xã của Kesley, chị Huỳnh Thị Lệ Lộc, một chuyên viên ánh sáng thiết kế. Xúc xích, cá ướp xả, thịt bò không mỡ là những món ăn không bao giờ thiếu trong khẩu vị hàng ngày của tôi. Món này được gọi là braisen. Ở Brazil, người ta dùng mỗi ngày với cơm hoặc ăn thay cho cơm. Nó giàu dinh dưỡng lắm đấy. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn món sinh tố nước ép Kesley. Đơn giản thôi, tôi sẽ trộn cam, cà rốt, nho vào trong chiếc máy ép này để trở thành thức uống giàu năng lượng. Xin giới thiệu mọi người, đây là Kaylan, 4 tháng rưỡi. Và đây là Kelvin, 4 tuổi. Các bạn có thấy không? Tên chúng đều bắt đầu bằng chữ K, từ Kesley, tên tôi đấy. Huỳnh Kesley gặp người bạn đời của anh trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn vào năm 2005. Kết quả của mối tình xuyên biên giới là hai cậu nhóc rất kháu khỉnh. Lúc đầu thì cũng có một cái, mình cũng có suy nghĩ là mình không biết là cái cuộc sống cả hai người khi mà sống chung với nhau thì nó có thể là nó có khó khăn gì. Nhưng mà khi mà get married rồi thì mình thấy khi mà có baby lên rồi thì cuộc sống bắt đầu hạnh phúc nhiều hơn. Thì đối với chị, một cái cuộc tình giống như là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài thì chị thấy vẫn giống như nhau. Với một cái tình cảm của một con người đối với một con người thì chị thấy cũng giống như nhau, không có gì khác hết. Luôn sắp xếp thời gian để đưa con đến xem các trận đấu của Kesley. Hình ảnh gia đình cổ vũ trên khán đài là nguồn sức mạnh vô giá cho tiền đạo này. Đôi lúc trên sân bóng, khi tôi nhìn lên khán đài và thấy vợ cùng hai con đang xem tôi thi đấu, hình ảnh này đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho tôi. Những lúc thất bại trên sân cỏ, gia đình là nơi giúp Kesley lấy lại cân bằng và động lực để thi đấu tốt hơn. Thường thì khi mà một cái trận đấu mà ảnh thi đấu không thành công, nói chung là vừa ảnh vừa cá nhân mà vừa cả đội, thì lúc nào về nhà cũng có một cái áp lực nặng nề. Nhưng mà khi về đến nhà thì chị chỉ biết là cho ảnh chơi với bé, rồi nói chung là động viên được những cái gì trong công việc thì chị sẽ cố gắng động viên.
Ơn Chúa đã cho tôi một mái ấm thật sự. Tôi sống vì họ, đá bóng cũng vì họ. Tôi đến Việt Nam ban đầu chỉ để chơi bóng trong một giải BTV Cup. Thế rồi, như một định mệnh, 7 năm đã trôi qua, tôi đã có tất cả ở mảnh đất này. Thời gian rảnh rỗi, Kesley thường lên mạng trò chuyện với gia đình ở quê nhà Palmeiras, Brazil, hay xem lại những tư liệu thi đấu. Kesley đã có thêm quốc tịch Việt Nam vào năm 2009. Kevin, con trai đầu gần 4 tuổi, tỏ ra thích đá bóng, và Kesley có thể đưa cậu bé về Brazil để tập bóng đá. Còn bà xã Lệ Lộc muốn để con tự phát triển năng khiếu và lựa chọn tương lai. Hiện tại thì chị chưa và chị nghĩ về điều đó, nhưng bởi vì chị muốn là nhìn thấy con mình nó phát triển như thế nào và cái sở thích nó là sở thích gì, thì lúc đó mình sẽ cho nó vào một cái con đường đó, chứ chị không có, mình không có muốn là đặt và con mình vào một cái tương lai gì hết. Trên thực tế thì mình chỉ muốn là bé khỏe mạnh và mau lớn, rồi để xem thử coi là cái sở thích, cái năng khiếu của bé là bé thích cái gì đã, rồi mình mới tính được cái tương lai. Đã bước sang tuổi 31, Kesley rất quan tâm đến duy trì phong độ và thể lực tốt nhất cho mỗi trận đấu. Tôi không bao giờ uống rượu, bia, không hút thuốc, ăn các món giàu dinh dưỡng, hạn chế tối đa các món fast food, những chất quá nhiều đường và tranh thủ đi ngủ sớm. Đánh giá về mùa bóng Super League năm nay, Kesley tin vào khả năng có thêm danh hiệu mới với Sài Gòn FC. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn để trở thành nhà vô địch của mùa bóng năm nay. Một tay săn bàn đáng gờm trên sân cỏ, hòa đồng với đồng đội và là một người đàn ông của gia đình, Kesley là một mẫu cầu thủ chuyên nghiệp để nhiều cầu thủ trẻ có thể noi theo. I'm coming.